Ồ, ra rồi các bạn ạ. Ui, nhìn tổng thể thì thứ nhất mình yêu thích cái đầu tóc nè. Rồi tiếp theo là cái mắt kính nè. Để coi cái áo. Trời, cái áo có hình con Shiba. À, con Shiba. Con Shiba này nhìn quen quen ta. Ồ, ồ. Ta-da! Chính xác là con Shiba này ông ta. Đúng rồi, nó đó các bạn. Ôi trời ơi. Trời, trèo 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 ngay đây. Trời, đỉnh 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 đỉnh. Hey chú, chào mừng tất cả bạn đã quay trở lại với kênh của AS Mobile. Lâu lắm rồi thì AS mới có một cái thời gian để mà ngồi đây cùng review trang phục với mọi người đây nè. Và hôm nay chúng ta sẽ có gì nào? Có con vàng này. Đầu tiên chúng ta sẽ có một khẩu MP5 quỷ quỷ. Một cái tên nghe nó lạ lùng làm sao. Wow, mở lên là có cá nhảy lên đớp. Và hai con cá đưa khẩu súng lên. Và hồn của hai con cá nhập vào và nó kích nổ cái đồng ra khẩu MP5 quỷ quyệt. Nhìn xịn sò không anh em? Trời ơi, có cá lượn xung quanh nhìn đẹp quá à, ngầu lòi chưa? Quá ngầu luôn. Hai tốc độ bắn, một xuyên giáp, giảm đi băng đạn. Nhưng MP5 á, giảm băng đạn theo nó không xi nhê gì đâu. Khẩu này là khẩu bá nhất mà mình từng thấy các bạn ạ. Và chúng ta có thêm một cái nữa, đó chính là skin trang phục gói nghệ sĩ. Wow, nếu các bạn chưa biết thì đây là anh Subin. Và nếu như các bạn cũng chưa xem sản phẩm của Space Speaker thì đó chính là bài rap Fakey Swap. Hơi bị hay, có sự góp mặt của anh Binzy nè, anh Tulever nè, rồi anh Subin nè, anh Rematic nè mọi người. Đó. Hơi bị hấp dẫn, mình cũng đã có reaction rồi nhưng mà tôi không biết gì về rap hết các bạn ạ. Nhưng mà hình ảnh hơi bị chất chơi người dơi. Nếu các bạn chưa xem thì nhớ vào xem đi nha. Rồi, mình sẽ cho các bạn xem một số video về bộ trang phục này nha. Hiện tại có 26% bạn đã đăng ký, 74% bạn còn lại xem video nhưng chưa bấm vào nút đăng ký. Các bạn nhớ bấm vào nút đăng ký để ủng hộ cho AS Mobile nha. Rồi, đến phần của mình các bạn ạ. À, quay thôi. Bỏ hai vật phẩm mà không cần thiết, đó chính là hai cái thứ này mình đã sở hữu rồi. Bỏ luôn. Quay 9 kim cương ra. 29 kim cương ra. Không ra luôn. 99 kim cương ra. 199 kim cương ra. 199 không ra. 299. Ồ, ra rồi các bạn ạ. Ui. Nhìn tổng thể thì thứ nhất mình yêu thích cái đầu tóc nè. Rồi tiếp theo là cái mắt kính nè. Để coi cái áo. Trời, cái áo có hình con Shiba. À, con Shiba. Con Shiba này nhìn quen quen ta. Ồ, ồ. À, ta-da. Chính xác là con Shiba này không ta? Đúng rồi, nó đó các bạn. Trời, trèo 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 ngay đây. Trời, đỉnh 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 đỉnh. Rồi, tiếp theo mình cũng kết cái quần các bạn ạ. Cái quần riêng. Quần này thì phối được đồ với tất cả những bộ đồ khác luôn. Nhưng mà bây giờ từ từ mở. Bây giờ mình phải đổi nhân vật nam nè các bạn ạ. Trời ơi, đẹp trai liền đó mọi người. Ui, xịn sò. À, các bạn nếu mà các bạn chưa biết nữa thì hãy gỡ hết skin xe này ra này các bạn. Gỡ được không? Ai mà biết. Xe thể thao, xe máy. Hình như khu trưng bày này mình gỡ không được ta. Để coi, gỡ coi có bông keo triệu đô không ta. Gỡ ra. Đó. Anh em thấy gì chưa? Thấy quả bông keo triệu đô chưa? Trời ơi. À, mình có một cái video quảng cáo về cái triệu đô này cũng hay. Mùa đông này là có người yêu. Sang quà ngay. Rồi, đếm coi phần này. Đây là ván triệu đô nha mọi người. Trời ơi, nhìn kìa. Một cái sự đầu tư rất là bài bản. Khi mà cái ván nó là tiền không là tiền luôn. Đợt trước cái ván triệu đô á, nhìn nó thấy ghê à. Còn đây này, đợt trước cái ván triệu đô là như thế này nè. Còn bây giờ nè.
Ôi đã quá, ước gì cái đống này là của mình các bạn. Khôn thế quê mình đấy. Rồi tiếp theo là xe nha các bạn. Xe gỡ ra nè. Ôi xe triệu đô này các bạn. Wow, bộ đồ rất là tuyệt vời. Để coi ba lô của mình tuyệt vời không. Trời, ba lô của mình cũng đỉnh luôn mọi người. Rồi bây giờ tiếp tục mình sẽ quay cái khẩu MP5 với lại là 5 viên ngọc. Khó, sẽ rất khó để ra 5 viên ngọc đây. Cái gì vậy? Tưởng gì? Mình tưởng là đợt trước ra viên ngọc nó đâu có xịn sò vậy đâu các bạn. Đợt trước ra viên ngọc là nó chỉ hiện lên thôi, nó không có lên như thế này. Tưởng đâu ra cây súng mé. Trời ơi! Quê! Quê! Cây! Ê, leo leo cây. Nhưng không sao, đôi khi Garena nó cho mình những cái cảm giác mà nó hụt hẫng như vậy đó mọi người ạ. Ôi băng hụt hẫng lần hai. Tôi tán trong mỏ dở con này. Rồi hai viên rồi các bạn, bây giờ mình thử chơi chiêu coi, đánh lừa Garena là mình đã quay rất là nhiều đồ. Có thêm bộ đồ này nữa hả? Wow, bộ đồ này thì các bạn, mình nghĩ là các bạn sẽ quay ra thôi, tại vì vé này các bạn có nhiều mà. Thôi, rồi mình đã đánh lừa được nó, thôi đánh lừa đi. Rồi sau khi đánh lừa qua bên đây quay lại thêm là nó sẽ ra hai viên nữa các bạn ạ. Hai viên. Rồi nó mình không lừa được nó rồi các bạn ạ. Rồi. Vậy là mình hiểu nguyên lý hoạt động của những vòng quay. Những vòng quay nó độc lập, nó không cộng dồn với nhau các bạn ạ. Đó, hiểu đơn sơ là như vậy. À, mình giả bộ là hết kim cương. Ta hết kim cương rồi, ta quay từng lần một nè. Rồi, quay từng lần một nè. Không biết nó có biết mình còn nhiều kim cương nữa. Rồi, xong rồi sau đó quay một phát bự này. Rồi, cũng vậy luôn. Cái gì cây vậy? Rồi, bị lừa rồi. Ui, ra tiếp viên ngọc nữa. Rồi còn hai viên nữa thôi. Rồi còn một viên nữa. Viên cuối cùng. Ok, mình nhận cái ba lô trước nè. Nhận cái này. Các bạn ơi, nói nhỏ nghe nè. Xem clip đừng quên để lại cho mình một like và một lượt chia sẻ nha. À, đăng ký. Chưa đăng ký đúng không? Trời ơi, tôi tức á. Đăng ký đi. Rồi à, nhớ tham gia Kahoot sẽ nhận được con gấu bông. Nhớ nha, đăng ký nhận được con gấu bông. Còn không thôi không cho đâu. Cái cuối cùng này các bạn, cái cuối cùng thì mình sẽ chọn hết tất cả những cái này. Có một số những skin súng hình như mình chưa có thì phải. Để lại chọn hết này, để lại một số skin súng nha mọi người. 3 2 1 quay. Rồi không có. Chọn hết. Thôi mấy skin súng này có rồi. 3, 2, 1, quay. Ra. Ra cây súng rồi mọi người. MP5 quỷ diệt. Thật không thể tin được. Tuyệt vời. Nhận về tủ đồ. Hay là chuyển nó thành lượt quay để quay ra cái cục tròn ta. Trời, còn chờ gì nữa mà không mang vào. Rồi lấy cái này về tủ đồ hết luôn nha. Ê, mọi người ơi, tôi nói cái này nghe nè mọi người. Bây giờ tôi có một cái khẩu súng rồi mà tôi còn thiếu viên ngọc á. Không biết rằng là liệu rằng quay có ra hay không ta. Quay thêm cái nữa có ra không ta. Thôi, không chơi ngu nữa các bạn ạ. Có khi nào á, tôi có một cây súng rồi, trong tủ đồ rồi các bạn ạ. Cái xong rồi bây giờ tôi quay thêm cây nữa là rút cuộc tôi có 2 cây. Quay gì vậy? Thêm một cục ngọc thừa nữa thôi thì mình sẽ được 2 cây súng, được không ta? Rồi ok nè các bạn. Một cục ngọc rồi nè. Nè. Thử 2 cây súng nè. Tại sao lại không là 2 cây? Rõ ràng là tôi quay được 2 cây mà tại sao đổi thành vé? Tôi không muốn đổi thành vé. Này cho mọi người xem nè, vào phần vũ khí của tôi nè. Tôi cho mọi người xem có một số những cây súng nó 2 cây nè. Đây, 2 cây nè các bạn. Đấy,
admin có nhiều đồ hai cái lắm các bạn ạ. Đặc biệt là cận chiến nè, đây chảo này nha các bạn, đây mình có hai cái chảo dưa hấu luôn nè mọi người. Rồi hai cái chảo màu xanh này nè các bạn, hai chảo màu xanh này có luôn nè, chảo màu xanh một cái nè, bên đây một cái nữa nè, kỳ lạ thật. Đó, thấy không, nhiều chảo không mọi người. Rồi cây gậy, mình có hai cây gậy giống nhau nè, một cây không tăng sát thương, một cây tăng sát thương. Rồi phía bên này cũng có hai cây gậy giống nhau luôn, y chang luôn nè các bạn, kỳ không, admin kỳ không. Rồi trời ơi, cái súng này chắc ngon lắm, vào test một trận thử xem nha mọi người. À, chắc là sẽ chơi độc lang chiến đi cho nó khỏe, cho nó nhanh đó mọi người. Thường thường mình đi đấu ranh nhiều quá nên là đôi khi mình nhau ranh luôn. Trước tiên thì mình thấy là tổng thể bộ đồ này rất đẹp, cái quần cực kỳ đẹp, và đặc biệt mình đang hóa vai đó chính là anh Subin. Và bây giờ mình mua MP5, đấy MP5 này các bạn, trời đỉnh chất chơi người dơi. Bên kia sẽ chạy lên kéo tôm, trời ơi đam cuồn cuộn luôn. Bên kia one shot rồi. Trời, một P5 này bắn hơi đỉnh các bạn ạ. À, hai tốc độ bắn, một xuyên giáp. Xẹt 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 xẹt. Ui sợ quá, sợ quá. Bên kia chơi kỹ quá. Trời ơi, chơi kỹ quá hả? Khẩu này rất mạnh, nếu như mà đấu trong ranh thì thôi hết bài các bạn ạ. À, ui sao lại mua hai khẩu này, tôi test MP5 mà. Tại sao chứ? Phải tập trung chuyên môn thắng mới được các bạn ạ. À, 5 round lần. Bên kia dùng hết keo rồi kìa. Ôi! Ôi! Tuyệt vời! Hai đều rồi, cao thủ rồi. Phải thử. Anh Subin cố lên. Lần này thì tôi vẫn vậy ha. Ôi không được các bạn ạ, phải sử dụng những loại súng khác, không được sử dụng loại súng mà đã sử dụng rồi. Rất cao thủ các bạn ạ, rất kinh khủng, nhử rất hay, tuyệt vời luôn, rất hay. Mình thấy là tự nhiên à, mình đang đấu một cao thủ thì phải. Ui. Cao thủ. Thôi cao thủ. Ui, tuyệt vời. Tuyệt vời. Ui! Đúng là bắn vào ban đêm rất là chiến các bạn ạ. À, rất là kinh khủng. Thắng rồi! Yes! 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 Booyah! Và cảm ơn tất cả các bạn đã đón xem clip mình. Đừng quên để lại cho mình một like và một lượt chia sẻ. Anh bạn này bắn rất hay các bạn ạ. À, rất kinh khủng. Nhưng mà mình lùng lách ghê hơn. Ok mọi người, bye bye mọi người. Chúc mọi người có một ngày vui vẻ bên gia đình và người thân nha.